Các ba tính cách đặc trưng điển hình của một người làm nghệ thuật. 1. Sáng tạo. Tính cách sáng tạo là một đặc điểm quan trọng của người nghệ sĩ. Họ có khả năng tưởng tượng, sáng tạo và thể hiện ý tưởng của mình thông qua nghệ thuật. Họ có xu hướng tìm kiếm cách tiếp cận mới, đột phá và không sợ thử nghiệm những ý tưởng mới. 2. Nhạy cảm và cảm xúc. Người nghệ sĩ thường có một sự nhạy cảm đặc biệt đối với thế giới xung quanh và cảm nhận sâu sắc về cảm xúc. Họ có khả năng thể hiện và truyền tải cảm xúc một cách chân thực và mạnh mẽ thông qua tác phẩm nghệ thuật của mình. Tính cách nhạy cảm và cảm xúc giúp họ tạo ra những tác phẩm sâu sắc và đậm chất cá nhân. 3. Tự do và sự độc lập. Người nghệ sĩ thường có xu hướng tự do, không muốn bị ràng buộc và tuân thủ những quy tắc cứng nhắc. Họ thích tự do sáng tạo và khám phá, không sợ khác biệt và có ý thức cá nhân mạnh mẽ. Tính cách độc lập giúp họ tạo ra những tác phẩm độc đáo và mang tính đột phá. Theo bạn thì còn điều gì nữa?